Hello anh em, chào anh em trở lại với kênh mình nha Hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi game bài liêng Bài tiến lên miền Nam Game sóc đĩa tài xỉu đội thượng nha anh em ơi Game bài đội thượng vô mình hôm nay năm mê một số vốn rất to nha Các bạn nhớ vào sự kiện bấm chai nhận quà free mỗi ngày nha Ôi được 33 ngàn kìa Cái này free nha, ngày nào cũng có nha Hay chia sẻ facebook mỗi ngày được 3 ngàn đồng anh em này Nhớ điều đó nha, ai có có dê mình sẽ tặng anh em này Thì vốn mình 50 mê, mê mình sẽ vào đây chơi tài xỉu nha anh em ơi nha hy vọng hôm nay nó cho mình ăn gì đó thôi đừng có toang được anh em chơi thì ai muốn toang bao giờ đâu đúng không anh em muốn toang không đúng không mình có muốn toang cũng không không ai chơi muốn toang đâu anh em ạ chơi thì ai muốn thắng cả thôi Nhưng mà quan trọng là hôm đó thắng là cái không thôi chứ chơi ai chẳng muốn thắng mà thắng là cái không đó là điều đáng nói anh em ạ nó nằm bốn hai đạn thật đấy đến thế năm bốn hai chịu rồi ấy ngon này trời ơi ra đánh game này tự đánh đôi nó thắng anh em ạ hên đấy hên đấy anh em như vậy gọi là hên đấy anh em ạ quá hên luôn chứ cứ từ từ, và lên thôi anh em không vội đâu nha một cuộc chơi mà vội và đéo thì ăn được nó đâu nhớ điều đó cho mình nha đấy nè cầu này cầu hai một hai một rồi anh em ơi hai một hai một rồi đấy hai một hai một rồi đấy anh em năm m mình mà lên được tầm tám m thì ngon rồi anh em nha đúng không nếu nó lên được như vậy là quá tuyệt vời rồi nhưng nó lên là hay không để đéo biết được anh em ạ lên nó khó lắm đéo phải dễ dàng gì đâu Ui Đéo vậy anh em ạ à. Chịu quá nhờ Chuồn đi Đéo được rồi thôi ra anh em khác Bởi vì cái đó mình đánh lâu lâu đánh một phán thôi Chứ cái đó đéo đánh nhiều đâu anh em Phải anh mê ván này đi Ván này bị cân kèo nó bị trả về một ít rồi à, Để đéo 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 nó Có đứa nào nó đặt bên kia rồi Kỳ vọng nó trúng rồi Ui dồi ôi chịu ấy Phái đạn kìa. Đen thế. Quá đen luôn anh em ạ. Đây rồi. Đôi kìa. Hên đấy. Đôi lần nữa thì đẹp nha. Ôi dời. Lẹ đi. Chẳng kìa. Lẹ đi. Ôi. Lẹ nào. Ôi chẳng đéo gì chặn lắm vậy. Lẹ lần nữa đi. Mười mười ra đen quá rồi anh em ơi quá đen luôn rồi ui giàng ơi là ui ơi là ui ơi tám là tám thôi đánh chặn đi chặn lần nữa đi đây rồi đúng rồi chặn đi chặn lần nữa đúng rồi anh em ơi năm 1 mê lại rồi chặn đi chặn lần nữa đi ủa giờ về nhiều chặn thật sự ấy thôi lẽ đi ván này lẽ đi đúng rồi lẽ là nữa đúng rồi ôi hên một chuỗi luôn kìa lẽ này bây giờ chặn rồi chặn à, thì hai chặn hai lệ đấy lệ lần nữa trời ơi đéo phải anh em thôi bây giờ đang xui rồi thôi đéo đánh nữa hồi đánh bên này đi bởi bên này nó cân kèo anh em ôi rồi trời ơi đặt bên này là trúng rồi má tự nhiên đổi kìa ngủ thế à anh vãng này rồi đi mười ra mười kìa ma nó chứ kìa và đó mình nhận từ sớm là ngon rồi ấy. Mà nó tự nhiên đánh con game đéo này nó lại thua một chuỗi kìa Đéo tin luôn đấy, ri ra ri anh em kìa Ôi, thua chuỗi luôn anh em ạ à. Còn ba mê luôn ấy Mà nó bịp kìa Nằm ra nằm Cây thế Đừng nói thua hết đấy nha, để vui thôi nha. Chuồn nó chuồn bít thì nó đéo ra đây rồi. 5 ra 4 kìa. Mẹ nó chứ kìa anh em. 5 ra 4 đấy anh em ạ. À. 45 lại này. Đây rồi. Đây là 53 mới lại rồi. Vãi lều thật đấy. Rô kìa đéo đánh rô nó đây là rô, rô. Chịu luôn đấy Đây rồi tôi đéo đánh con game đéo này nữa Ra đánh thì chịu thôi Vãi lều thật anh em ạ à. 10 mê đi Thắng thì mình ngon thôi anh em Đéo thắng thì chịu thôi Cuộc chơi mà anh em biết thế đéo trước được Hên mình ăn thôi à Xui thì mình chấp nhận ra đảo thôi Cuộc chơi này thì đéo thì nói trước đồ đéo gì đâu anh em Ăn thì mình gọi là mừng lắm ấy Nhưng mà đéo ăn được thì thôi chịu thôi Biết làm sao giờ Đây này Thỉnh thắng ván với chứ đéo đi nói cho tôi mà được run luôn này nhé Đánh mấy đéo này khi nào cũng run ngại thôi anh em ạ Thắng tôi thì không biết nhưng mà đánh là nó run thôi Ăn được thì mình ngon thôi à Đâu ăn được chịu thôi Trời ơi 631 kìa Quá này đạt được cả 8 mê nãy lúc này thắng thì nó đạt được có Xíu ấy Cũng thật đã đen đen luôn luôn anh em ạ Xui chịu như vậy chịu thôi biết làm sao giờ Đây thì trời ơi lánh con game này nó là hên đôi đi Thôi Đôi như nào Má đánh hai mê luôn đi đôi luôn đi Ui thua 6 mê này 4 mê này chứ Đây rồi 65 rồi anh em ơi Biết đâu nó lại lên là Đấy sao đúng không đéo biết được đâu Biết đâu nó lên 7 mê sau lên 8 mê luôn sao đéo biết được Đéo biết được anh em ạ tên luôn đi 6 kìa ba thằng nhiều pha là ra đôi đấy anh em phải liều thật đấy Hồi đéo đánh nữa Xui quá Trời đéo kịp anh em ạ Trả lại rồi Chuồn đi Đúng rồi Cả quy ra hát kia anh em ơi Thế mà không quy được quy 10 ra hát nữa Hai lần về chuồn mà biết đằng lúc này nhận non mé rồi Đây rồi Thắng vạn mới chứ à, nó kìa cay thế nhở trên đi bảy ra bốn kìa đánh chuồn lúc nãy về nhiều mà mình ngu quá anh em đéo nhận từ sớm đi à, chuồn tiếp kìa bích rồi lên luôn đi đúng rồi sáu sáu này khó ăn quá anh em ơi quá khó luôn đấy đây rồi mười ra mười kìa anh em ơi cái gì vậy ta ôi cơ nữa kìa cơ kìa bích đây rồi đây rồi anh em sáu bảy này đèn thế nhở đây rồi bảy đây rồi anh em ơi bảy hai này còn mấy mê thôi anh em ạ đây này còn hai mê thôi anh em ơi trên đi dưới kìa đèn đi đỏ kìa ôi còn xíu là nó lên mà nhưng mà nó đéo cho lên anh em ạ đèn thế nhở còn hai mê thôi ấy bây đảng lúc này bảy tám mê nghĩ được mé rồi đúng không anh em tha là ngu thua lại hai mê lại rồi vãi lều thật đấy anh em ơi cái đảng lúc này bảy tám mê nghĩ mé rồi nhỉ thua lại về cái mắng lợn lại rồi quá liều thật đấy chuồn lại nó đéo về vấn nào kìa đừng nói đéo về vấn nào luôn đấy bốn ra hai kìa Địt ba à, nó chứ kìa kiểu... lùn này chứ cay cú thế nhở đây rồi sáu sáu lại rồi anh em ơi rô đi rô tiếp bố mày theo rô đấy Ui, sai lầm khi đánh theo rô rồi Biết ngay, mà biết ngay sai lầm khi đánh rô rồi Một chuỗi đéo về luôn anh em Sao mình đánh con gì nó Cứ con ấy một chuỗi nó đéo về anh em nha Đéo hiểu vì sao luôn đấy nha Do mình suy hay như thế nào ta 6 ra 6 chịu rồi Big ra big này, nhận đi anh em ơi Big nữa kìa Cơ à, thôi chuồn đi Đúng rồi, chuồn đi nào Dưới tiếp đi 10 kìa à. Cầy thế nhỉ đã lại kìa Khó ăn nó quá anh em ơi 10 ra 10 chịu rồi Thật 10 ra 10 bố mẹ chịu Ok này 8 ra 10 bố mẹ chịu Đây rồi 63 lại rồi anh em ơi Ngon đấy quy ra đấy nhau đen thế quy ra đen nhé đây rồi 72 rồi anh em thôi nghĩ 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 anh nghĩ nha đéo nên đánh đó. đánh nữa tí là lại thua lại toàn lắm anh em ơi đặt thắng rồi nên nghĩ thôi nha thôi video này chút nha bye, bye anh em